Hiền Kim Luxury Car Hải Dương xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị trong buổi báo giá tổng hợp chi tiết tối hôm nay trên trang ô tô Hiền Kim Luxury Car Hải Dương, có địa chỉ duy nhất là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, các anh, các chị đang quan tâm, yêu thích mẫu xe nào, xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Ngày hôm nay thì em có thêm nhiều mẫu xe đẹp như là một chiếc xe Xpander form mới số tự động 2020, xe nhập khẩu cũng đã có mặt tại cửa hàng. Em có thêm một chiếc xe Kia Cerato số sàn 2018 màu đen, một chiếc xe Hyundai Accent form mới số sàn 2021. Nên là kênh các chị vào kênh của em để tham khảo. Yêu thích mẫu xe nào thì có thể để lại bình luận ở phía dưới hoặc nhắn tin cho em qua trang fanpage. Có thể gọi đến số hotline 0978 607 555. Hoặc nếu anh chị có thời gian thì có thể ghé về showroom của bên em để ngắm và tham khảo những cái mẫu xe ạ. Như chiếc xe Hyundai Accent này, form mới số sàn. Chiếc xe này là chiếc Hyundai Accent form mới số sàn, ngày hôm nay cũng đã có mặt tại cửa hàng 2021, xe đi hơn 1 vạn. Hay là thêm một chiếc xe Kia Cerato, chiếc xe này là 2018 biển 34 Hải Dương số sàn, giá tầm hơn 400 triệu. Hai chiếc xe số sàn này mới về thì giá dao động khoảng tầm hơn 400 triệu các bác nhé. Anh Nguyễn Hiệp ơi, M6 thì hiện tại bên em lại không chưa có. Em chào anh Hứa Long, chào anh Đức Thảo, chào bé xinh Phương Hiếu nhé. Kênh các chị xem kênh của em Hiền Kim thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em. Nhiều các bác, anh, các chị hỏi em là ngày hôm nay Xpander về chưa? Thì hôm nay Xpander em đã có về tại showroom của em rồi. Thì các anh, các chị giữ máy, em sẽ báo giá những cái mẫu xe mà ngày hôm nay đã có mặt tại cửa hàng. Xem kênh của em thì cũng đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em. Anh Đinh Lô Văn, xem Xpander anh giữ máy luôn giúp em ạ. Em chào anh nhà xe Ngà Quý nhá. Em chào anh Nguyễn Cảnh. Anh Nam Hà ơi, Atis 2019 thì ngày hôm nay em lại không còn một chiếc xe nào. Atis thì ngày hôm nay em đang tạm hết. Các bác, các anh, các chị đang quan tâm dòng xe 7 chỗ thì hiện tại hôm nay em có thêm một chiếc xe Mitsubishi Xpander đây ạ. Một chiếc xe Mitsubishi Xpander vừa về tại cửa hàng ngày hôm nay. Các anh, các chị cùng ngắm luôn giúp em. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn ạ. Đăng kiểm phí đường bộ, đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2023. 2020 form mới ạ. Các bác nhìn có được rõ không ạ? Các anh, các chị, các bác nhìn có được rõ không? Chiếc xe này là form mới các bác nhá. Xe form mới 1.5, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Động cơ 1.5, 7 chỗ ngồi số tự động. Chiếc xe này là dàn lốp còn nguyên theo xe đầy đủ, lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Có nghĩa là lốp sơ cua treo của nó còn chưa sử dụng. Anh chị có thể nhìn giúp em cái form Xpander 2020 này để phân biệt form mới và form cũ nhé. Các anh, các chị nhìn giúp em cái la răng này và cái hệ thống đèn ở phía dưới này. Đấy, chiếc form cũ là cái đèn nó có hai cái thôi và cái la răng của nó là nan nó khác. Nhưng chiếc xe này là form mới ạ. Chiếc xe này là form mới 2020, xe đi 3 vạn số tự động, 7 chỗ ngồi, xe nhập khẩu. Nếu các anh, các chị, các bác đang có nhu cầu tham khảo chiếc xe này, em đang chào bán tại showroom là 595 triệu. Giá 595 là giá em nhận sang biển, sang thuế, sang đăng ký chính chủ cho các anh, các chị, các bác về biển tỉnh. Còn nếu anh chị chỉ cần em rút hồ sơ thì em sẽ để cho anh chị 585 triệu. Đấy, mọi người có thể gọi trực tiếp đến số hotline là 0978 607 555 hoặc dành một chút thời gian ghé về showroom là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Xpander này thì nó sẽ dao động tầm từ 5-6 đến 7 lít. Với thời điểm mà xăng cao như thế này thì một chiếc xe 7 chỗ mà để các anh các chị chạy chở hàng này, chạy gia đình hay chạy kinh doanh mà tầm tiền như thế này thì cũng khá là hợp lý. Anh chị có thể cân đối nhé. Giờ đời cao thì chỉ có xe lắp ráp tại Việt Nam ạ. Đời cao thì bây giờ không còn xe nhập ạ. Đây, tất cả các tem bảo dưỡng định kỳ ở hãng thì đều có hết. Đều có treo, em vẫn để nguyên để các anh, các chị, các bác cùng theo dõi ạ. Rất là đẹp luôn. Chiếc xe này mới về ngày hôm nay tại showroom bên em. Từ hôm giờ anh chị hỏi thì
Xe mới về ạ. Lốp còn zin theo xe. Với chiếc xe này thì sơn zin còn gần như cả xe luôn ạ. Các anh chị cứ xem đi ạ. Cần chi tiết hình ảnh video thì em sẽ kết nối, gửi thông tin chi tiết cụ thể để mọi người có thể xem được kỹ hơn. Chất lượng xe em bán, em cam kết cho các anh các chị là km chuẩn. Xe với chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Anh chị các bác cứ mang đi test thoải mái luôn. Kiểm tra ok, xe đẹp, xe chuẩn thì các anh các chị mới thanh toán trả tiền cho bên em ạ. Em chào anh Nguyễn Đạt. Anh Xuân Trường ơi, có thể là chắc là anh mất cái kênh của em, chứ còn bên em vẫn lên Facebook bình thường ạ. Cứ từ khoảng tầm 19:30 cho 20 giờ tối. Mùa hè nắng như thế này ấy, thì em sẽ lên muộn hơn một chút. Còn trên trang fanpage ô tô Hiền Kim thì em sẽ luôn cập nhật tất cả những cái thông tin xe hàng ngày mua bán trao đổi anh ạ. Em chào anh Nguyễn Tình, chào anh Phúc Lê. Các bác anh các chị xem kênh thì đừng tiếc một nút chia sẻ giúp em Hiền Kim nhé. Ấn nút chia sẻ giúp em Hiền Kim ạ. Bởi vì dạo này Facebook nó bóp tương tác cũng khá là mạnh ấy. Nên là em Hiền Kim nhờ các bác anh các chị chia sẻ giúp em. Anh Nguyễn Hải, ok. Anh Trần Vĩnh Cường. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Mitsubishi Outlander. Chiếc xe này là sản xuất cuối 2020. 7 chỗ ngồi, số tự động, xe nhập khẩu nguyên chiếc form mới. Anh chị nhìn giúp em cái hệ thống đèn nhé. Hệ thống đèn ở phía trước và hệ thống la răng để phân biệt được giúp em là form mới hay form cũ. Xe đi 3 vạn, biển 37 Nghệ An. Em đang chào bán tại showroom cho các anh, các chị, các bác tham khảo. Giá là 595 triệu. Giá này em sẽ nhận hỗ trợ về biển tỉnh là sang biển, sang thuế, sang đăng ký chính chủ cho các anh, các chị. Còn nếu 585 triệu là em có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ cho anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì lốp sơ cua còn chưa dùng tới. Dàn lốp còn nguyên theo xe và sơn zin còn gần như cả xe luôn ạ. Rất là đẹp. Em đang bán tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Chiếc xe này đẹp lắm các bác ạ. Đây, xe mới về luôn. Xe chạy 3 vạn, số tự động, form mới, nhập khẩu nguyên chiếc. Bây giờ đời cao hình như Xpander có xe lắp ráp rồi đấy ạ. Quá đẹp. Sơn vỏ nội thất như mới luôn. Xe này thì chủ đi khá là dữ. Hầu như thì các anh các chị tâm lý bằng xe này thì nhiều bác bảo cứ mua chạy về chạy dịch vụ chắc là nhiều, chạy nhiều ấy. Nhưng mà một chiếc xe chạy nhiều và một chiếc xe chạy ít ấy, nó có thể tranh nhau đến mấy chục triệu đấy ạ. Anh ơi, vai ớt số tự động thì em đang có 2018. Innova thì hiện tại bên em hết sạch rồi. Tầm 300 thì em đang có một chiếc xe Kia Rio. Hoặc trên 400 thì em đang có Cerato số tự động, Cerato số sàn, rồi Accent số sàn, rồi các anh các chị có thể vào ngắm luôn ạ. Chào anh Mạnh Bình nhá, cảm ơn anh Nguyễn Lưu. Anh ơi, dòng Peugeot 2008 thì hiện tại em mới đang chạm tạm hết. Và em sẽ di chuyển sang cái mẫu xe khác nữa. Em di chuyển sang cái dòng xe Hyundai Accent và Cerato số sàn. Ngày hôm nay vừa có mặt tại cửa hàng thì anh chị giữ máy và xem luôn giúp em Hiền Kim nhá. Em sẽ di chuyển sang chiếc Cerato màu đen số sàn và chiếc Accent số sàn form mới. Ngày hôm nay vừa có mặt tại cửa hàng ạ. Em chào anh Hạnh Sùng nhá. Anh Sơn Đại Phát ơi, Fortuner hiện tại bên em đang tạm hết rồi anh ạ. Các anh, các chị, các bác đang quan tâm hai mẫu xe ngày hôm nay vừa có mặt tại cửa hàng nữa. Chiếc xe Hyundai Accent form mới, số sàn bản đủ, xe mới đi có hơn 1 vạn thôi. Và sang đây là chiếc Kia Cerato số sàn 2018 bản đủ. Thì cùng em tham khảo qua hai chiếc xe này giúp em ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Thỏ Trình. Anh Huấn Hầu Dân, tầm 300 thì em đang có một chiếc xe Kia Rio. Anh chị giữ máy luôn ạ. Thêm một chiếc xe Kia Cerato số sàn 2018 em đang chào bán là 438 triệu, biển 34 Hải Dương, chính chủ một chủ từ đầu. Các anh các chị cùng ngắm giúp em, chiếc xe này cũng mới về chiều ngày hôm nay luôn ạ. Đầy đủ hai chìa khóa, lốp còn rất là đẹp, la răng cũng khá là mới, nội thất tươi. Xe thì em cam kết cho các anh là máy zin, số zin,
không có tai nạn, không có ngập nước, không có phạt nguội và không có tranh chấp cầm ký cầm cố gì cả. Đấy, giấy tờ hợp pháp đủ điều kiện anh chị sang tên đổi biển. Cảm ơn anh Long Trần, cảm ơn anh Hậu Kim nhé. Ok anh Xuân Nguyễn Văn. Dạ anh Lê Diễn nhà xe. Anh ơi, tất cả khách mua nhà em đều rất là ưu đãi anh ạ. Bên em có thể hỗ trợ cho các bác, anh, các chị sang tên thuế biển đăng ký. Hoặc là em có thể bớt tiền để về cho anh chị sang tên chính chủ. Nên là xe cũ thì đi mua anh chị biết rồi ạ. Khách cũng người bán sẽ không hỗ trợ cho bên em. Nhưng mà em showroom thì em cũng sẽ hỗ trợ cho khách hết mình luôn. Chiếc Kia Cerato này em đang chào bán tại showroom là 438 triệu ạ. Số sàn các bác nhá. Tầm tiền hơn 400 triệu mà sở hữu một chiếc xe phân khúc hạng C. Anh ơi, Cerato số tự động anh cứ giữ máy em sẽ quay luôn ạ. Xe thì đã có sạc không dây rồi, có màn hình camera lùi đầy đủ. Chiếc xe này thì đã được chủ lên một chiếc màn hình Android VTEC cộng với một chiếc camera hành trình. Những cái này thì là người ta lắp thêm thôi, còn nguyên bản thì màn hình của nó vẫn có nhưng mà màn hình nhỏ. Nhưng mà chiếc xe này thì chủ cũng đã đầu tư thêm một chiếc màn hình Android và có lắp thêm cái hệ thống cảm biến áp suất lốp. Thì các anh các chị, người ta lắp thêm thì mình không phải đầu tư nữa, thì về chỉ có việc đổ xăng vào chạy thôi ạ. Quá đẹp đúng không cả nhà mình? Các bác, các anh các chị chia sẻ giúp em miền Kim nha. Cả nhà chia sẻ giúp em. Thời tiết hôm nay sao mà nắng thế biết. Không biết là mọi người bảo bão ở đâu, nhưng mà ở đây nắng nóng lắm cả nhà mình ạ. Rất là nắng nóng luôn, nắng nóng kinh khủng luôn ấy. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này là bản 1.6 MT 2018 biển 34 Hải Dương, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán tại showroom cho các anh, các chị, các bác tham khảo. Có giá là 438 triệu. Em có trách nhiệm rút hồ sơ đầy đủ và hỗ trợ banh nếu các anh, các chị, các bác có nhu cầu. Tiền đang ở dòng Cerato thì em sẽ quay luôn Cerato đây ạ. Tiền đang ở dòng xe Cerato thì các bác vừa hỏi Cerato số tự động. Em đang có chiếc xe này 2016 biển thành phố. Em đọc biển thành phố có nghĩa là một là gốc Hà Nội, hai là gốc Sài Gòn, hoặc chiếc xe này gốc đầu là biển thành phố. Thì các anh, các chị, các bác về Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền chuyển vùng ạ. Ví dụ như mỗi một chiếc xe này khi em bán về biển tỉnh là 495 triệu, giá là thành thân sang biển, sang thuế đăng ký chính chủ về biển tỉnh thì nó sẽ dao động khoảng tầm 495 triệu. Nhưng nếu anh chị mà về Hà Nội thì phải cộng thêm 20 triệu tương đương với là 505. Nhưng chiếc xe này thì nó đã gốc thành phố rồi thì sẽ không mất 20 triệu tiền chuyển vùng nữa. Anh chị xem xe tầm 400 triệu số tự động thì em còn con K3 mới về, giữ máy luôn giúp em nhé. Cả nhà giữ máy luôn giúp em. Chiếc Kia Cerato này là 2016 bản 1.6 AT. Em đang chào bán tại showroom, có giá để anh chị tham khảo là 495 triệu. Đấy, bản 1.6 số tự động. Dòng Cerato này thì option nó hiện đại lắm cả nhà mình ạ. Thứ nhất là hệ thống ghế điện, ghế nhớ hai vị trí đầy đủ này. Ghế điện, ghế nhớ đầy đủ hai vị trí. Chiếc xe này thì đã có sàn 3D đầy đủ rồi, có cửa sổ trời, điều hòa tự động, đề nổ thông minh, la răng hợp kim đầy đủ. Xe thì rất là đều xe, máy số zin, sơn vỏ zin. Chiếc xe này thì chủ có độ lên một bộ nội thất ghế hai màu. Bởi vì cái form ghế màu này thì cuối 2018, nhưng với chiếc xe 2016 này thì chắc là chủ người ta cũng thích cải cái ghế như vậy, nên người ta có độ lên một cái bộ ghế. Em đang chào bán là 495 triệu cho các anh, các chị, các bác cùng quan tâm ạ. Di chuyển sang một dòng xe tầm 400 triệu số tự động và một chiếc xe hơn 300 nhá. Các anh, các chị, các bác vừa hỏi em là có chiếc xe nào tầm 400 triệu số tự động mảnh thổ. Nếu mà anh Minh Sơn, anh Huấn Hầu Dân ơi, anh giữ hiền máy giúp em Kim một phút thôi nhá. Em qua chiếc xe này thì em sẽ quay chiếc Kia Rio hơn 300 cho anh xem. Cảm ơn anh Tình Lỡ, cảm ơn anh Vinh Nguyên, anh Ngọc Tiên. Cả nhà chia sẻ tương tác vào giúp em nhé. Mọi người cứ để lại comment chào em Hiền Kim một cái. Tại vì là nóng lắm, em đang like như thế này mà mồ hôi nó cứ chảy ướt, ướt hết trũng đằng sau áo luôn.
Bởi vì các anh các chị nhìn này, xung quanh đều là kín hết, mà trên mái xuống nó hợp, chỉ có một cái cánh cửa như thế theo phía sau thôi. Nhưng mà khi em đứng ở phía trên này thì nó sẽ bị khuất đấy, nên là rất là nóng, cực kỳ nóng luôn anh chị ạ. Một chiếc xe Kia K3 biển Hà Nội đây ạ. Chiếc xe này nếu như một chiếc 2014, em có thể khẳng định đẹp ngang ngửa 2017 luôn. Đẹp ngang ngửa một chiếc xe 2016, một chiếc 2017. Chiếc xe này mới đi có 8 vạn thôi các bác ạ. Xe biển Hà Nội. Bác này bác ấy làm bên công trình, có nghĩa là kiểu nhà cái gì mà an sinh sức khỏe đấy. Biển Hà Nội. Xe đi 8 vạn. Em đang chào bán là 428 triệu, xin lỗi cả nhà nhé. Bản 1.6 428 triệu. Anh Khôi Nguyễn ơi, chiếc Xpander em đang bán là 595 triệu là giá lăn bánh trọn gói, còn 585 triệu là giá bao rút hồ sơ gốc. Đây em đọc cũng rất là rõ ạ. Đây như chiếc xe Kia K3 này, để các bác anh các chị cùng ngắm và cùng tham khảo giúp em. Ok anh Lê Diễn nhà xe, anh giữ máy giúp em ạ. Anh ơi gầm cao em còn nhiều mà, em còn Santa Fe, Sorento, Tucson, Outlander nhiều lắm. Nhưng mà các bác anh các chị vào tương tác chia sẻ giúp em với nhá. Đây chiếc K3 này, bác nào vừa hỏi mệnh thổ mà đi K3 số tự động đây, 428 triệu. Như chiếc xe này không mua thì mua xe gì ạ? Nhiều các anh các chị nhá rất là thích tìm hiểu mà rất là thích tìm lại những cái chiếc K3 như thế này. Bởi vì để nói nhá, cái dòng K3 này là những cái dòng xe đời đầu, nên là cái tôn vỏ này nó rất là chắc chắn luôn. Thực sự là nhiều các anh các chị trải nghiệm các dòng xe mà tầm tiền rồi ấy, thì các anh các chị vẫn thích là tìm những chiếc K3 như thế này. Bởi vì thứ nhất là bây giờ giá thành nó rất là hợp lý này, form dáng nó cũng khá là đẹp mắt. Với thứ hai nếu như mà dòng K3 so với dòng xe Cerato sau này thì K3 cái tôn cái vỏ của nó ấy, cái khung sườn gầm bệ của nó rất là chắc chắn luôn. Em cảm ơn anh Hà Xuân Trưởng, cảm ơn anh Minh Vương, cảm ơn anh Mạnh Lê Văn. Anh ơi mà Kia đời 18 em vẫn hỗ trợ cho khách hàng lên tới 65-70% giá trị xe mà. Em vẫn làm cho khách hàng vay được, anh cứ chuẩn bị tầm 150 là thoải mái. Còn ra thiếu bao nhiêu thì em sẽ liên kết ngân hàng hỗ trợ cho anh. Em đang like nhiều lúc anh, các chị các bác có nhìn thấy là nó cứ bị dừng hình không ạ? Không phải là do em dừng đâu, mà do mạng đấy ạ. Anh chị có thỉnh thoảng có bị giật, nhìn nó cảm giác nó giật màn hình ấy, thì là do mạng nhá. Wi-Fi nhà em còn không vào được luôn, và em đang phải dùng mạng 3G. Mọi người có nhìn được rõ không ạ? Các anh các chị các bác nhìn hôm nay nhìn cái hình ảnh em like có được rõ không? Mọi người comment tương tác giúp em một cái để có động lực chia sẻ tiếp với các anh các chị tất cả các mẫu xe đẹp ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Kia K3. Chiếc xe này là 2014, số tự động, dòng xe phân khúc hạng C, biển Hà Nội. Xe mới chạy có 8 vạn thôi các anh các chị ạ. Nên là đẹp lắm, chiếc xe này nội thất nó cũng rất là tươi, sơn vỏ rất là đẹp. Các anh các chị các bác quan tâm, yêu thích chiếc xe này thì liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555, hoặc đến trực tiếp showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Em cảm ơn anh Phạm Văn Thảo nhá, cảm ơn anh Hà Hoàn Tú, cảm ơn anh Tôi Là Robot, cảm ơn anh Đức Lâm Anh, cảm ơn anh Phước Trần Quang, cảm ơn anh Vinh Nguyễn ạ. Anh Minh Sơn ơi, nếu như chiếc K3 này về Ninh Bình nhá, có nghĩa là khi em đọc tổng về Ninh Bình, có nghĩa là bên em có trách nhiệm làm biển 35 Ninh Bình, đi nộp thuế làm biển sang đăng ký chính chủ cho anh, thì em nhận để cho anh là 428 triệu là giá lăn bánh trọn gói, tất tần tật, đã bao gồm thuế phí trước bạ này, 2% thuế phí trước bạ này, đã bao gồm phí sang tên này, rồi là tất tần tật, anh chỉ việc là chìa khóa trao tay thôi, là 428 triệu là về Ninh Bình. Lúc lấy xe thì em có lộc lá thêm một chút nữa cho nó may mắn ạ. Cảm ơn anh Thế Hiền ạ. Em chào anh Nguyễn Quý Xuân. Anh Huấn Hậu Dân. Anh Huấn Hậu Dân, anh còn giữ máy không anh? Cái tầm xe
Hôm nay 300 triệu đấy ạ. Anh Huấn còn giữ máy không anh ơi? Cảm ơn anh Lim Lục. À, anh Huấn Hậu Dâng giữ máy giúp em tầm xe 300 triệu nhá. Em cảm ơn anh Hậu Kim. Em thề với các anh các chị luôn, em đang like như thế này mà mồ hôi hai bên má bên lưng là không khác nào là đang dội nước vào người. Không biết là hôm nay làm sao mà nóng nóng thế không biết luôn ấy. Nóng cực điểm luôn ấy. Thế mới thương cho các bác anh các chị mà mùa này cứ làm, nhất là về phần xây dựng ấy, làm cầu đường chắc là mệt lắm. Đây ạ, thêm một chiếc xe tầm hơn 300 triệu anh Huấn Hầu Dâng. Nếu mà anh còn giữ máy thì anh có thể tham khảo chiếc xe này. Chiếc xe này là Kia Rio, xe nhập khẩu nguyên chiếc 1.4. Chiếc xe này phân khúc hạng B, cúng biển Hà Nội. Xe chạy hơn 7 vạn. Chiếc xe này là 1.4 bản đủ hatchback anh nhá. Anh nhìn giúp em này, hệ thống la răng hợp kim đầy đủ này, có cửa sổ trời, có đề nổ thông minh, điều hòa tự động. Chiếc xe này em đang bán là 345 triệu, anh cùng tham khảo giúp em. 345 triệu ạ, cho chiếc Kia Rio hatchback. Chính chủ một chủ từ đầu ạ. Đấy, xe đẹp lắm anh ạ. Anh Hậu Dâng, nếu mà anh cần chi tiết chiếc xe này, anh có thể nhắn giúp em Hiền Kim một tin là gửi giúp anh thông tin của chiếc Kia Rio thì em sẽ kết nối đầy đủ. Anh ơi, chiếc xe này là số tự động anh nhá. Xe là số tự động, bản nhập khẩu nguyên chiếc, dòng xe phân khúc hạng B. Phân khúc hạng B là nó sẽ gồm những cái dòng xe như là Kia Rio này, Hyundai Accent này, Vios này, Honda City này, Mazda 2 này. Đấy là cùng dòng xe phân khúc hạng B với nhau. Thì chiếc xe này là phân khúc hạng B, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Em đang chào bán là 345 triệu. Bác vừa hỏi em là muốn xem chiếc Elantra 2.0 đúng không? Em có hàng luôn. Elantra 2.0 2017 525 triệu. Các bác vào xem giúp em Hiền Kim. À, anh ơi, chiếc Cerato 2018 ấy, nếu anh cần thì em hỗ trợ banh thoải mái. Chiếc xe đấy biển 34 Hải Dương. Thì anh cứ gọi đến cho bên em là 100, anh có thể gọi đến hotline là 0978 607 555. Anh chị ở xa nhá. Anh chị ở xa mà ngại hay là đang yêu thích một mẫu xe nào mà mình chưa về được, hay là mình chưa đến xem được mà muốn giữ chiếc xe đấy, thì anh chị có thể làm việc và đặt cọc online cho bên em, và bên em sẽ làm hợp đồng cam kết. Anh chị không về được thì bên em sẽ thuê dịch vụ giao tận nơi. Anh chị chuyển cọc, em thuê người đánh lên tận nơi, kèm theo một cái văn bản cam kết. Lên đến nơi thì anh chị mang ra hãng, ra thợ test. Ok, xe chuẩn, xe đẹp, đúng như cam kết là xe không tai nạn, vào đầu rằng sát xi túi khí, xe không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Thì anh chị thanh toán tiền cho bên em đi về. Còn lên đến nơi mà test lỗi thì chắc chắn là anh chị cũng không lấy xe, mà tiền cọc bọn em phải chi trả 100%, mà chi phí đi lại là em phải chịu rồi. Nên là anh chị cứ ngắm nhá. Hoặc là anh chị có thể đặt cọc rồi mình về xem, về xem test thoải mái luôn mà. Bởi vì bọn em làm việc với nhau rất là rõ. Khi anh chị làm việc với bọn em thì bọn em cũng làm việc cái phương thức nó rất là rõ ràng, để hai bên có thể mà thoải mái đi vào cái chung kết với nhau. Nhưng mà anh chị cũng yên tâm một điều rằng là chất lượng, giá cả thì nó sẽ đi kèm theo với chất lượng ạ. Tiền nào thì của đấy ạ. Và cái sản phẩm của mình tốt thì nó sẽ không có rẻ. Mà đã rẻ thì chắc chắn là không có chất. Nên là anh chị cứ tham khảo và cân đối, bởi vì cái giá trị xe nó cũng rất là lớn. Vios số tự động em có, anh giữ máy nhá. Vios số tự động em có. i10 thì em lại không có, i10 em chưa có. i10 em đang tạm hết hàng. Chiếc xe này là Hyundai Elantra 2.0 2017, số tự động 5 chỗ ngồi. Xe chạy 6,8 vạn. Em đang chào bán là 525 triệu. Bản 2.0 các anh các chị nhìn giúp em này, la răng hợp kim đầy đủ rồi. Và 2.0 thì là nó có ghế điện đầy đủ. 525 triệu ạ. Anh chị cùng ngắm giúp em Hiền Kim. Năm trăm hai mươi lăm triệu các bác nhé.
Các bác quan tâm Accent 2021 giữ máy luôn giúp em. Anh ơi, 2.0 là nó có ghế điện rồi ạ. 2.0 là có ghế điện rồi ạ. Em xin đọc lại thông tin đầy đủ của chiếc xe Hyundai Elantra. Chiếc xe này là 2.0 2017. Em đang chào bán tại showroom để các bác anh các chị tham khảo là 525 triệu. Em xin phép di chuyển sang chiếc Vios số tự động bản G 2018 và chiếc Hyundai Accent 2021. 21 là em vừa về. Còn chiếc Hyundai chiếc Vios bản G này thì em có sẵn tại cửa hàng để anh chị có thể ngắm và xem luôn ạ. Chào bạn Tình Thu. Anh ơi, tầm 350 triệu thì em đang có một chiếc Kia Rio. 400 thì em có K3, có Accent, có Cerato. Xpander số sàn thì hiện tại em lại chưa có. Anh Mạnh Bình Luca. Anh Mạnh Bình Luca còn giữ máy không anh? Dạo này em buồn về cái anh Facebook quá các bác ạ. Những cái like mà chém gió rồi chửi nhau vớ vẩn thì để cho rất là nhiều cái tương tác. Còn những cái kênh bán hàng chính thống rồi thì toàn bị bóp tương tác thôi. Đúng rồi anh Lão Nông ơi, anh rất là tinh mắt ạ. Anh Dung ơi, chiếc Outlander em đang bán là 685 triệu. Chiếc đế đấy là 2.0 2018 anh nhé. Các bác anh các chị đang quan tâm chiếc xe Toyota Vios bản G, xem luôn giúp em Hiền Kim này. Chiếc xe này là 2018 bản 1.5. Bản G là phiên bản cao cấp nhất cũng như là phiên bản nhiều tiền nhất của dòng Vios. Chiếc xe này chạy mới có 5 vạn thôi. Tổng thành xe còn rất là đẹp. Các anh các chị có thể nhìn từ cái form đầu xe đấy ạ. Từ cái nước sơn rồi từ cái thân vỏ cho đến nội thất. 485 triệu giá này em hoàn thiện đăng ký thuế biển chính chủ cho anh chị. Còn nếu anh chị về bảo thôi anh tự làm thì em bớt cho anh chị được 10 triệu. 485 là giá em làm sang tên đăng ký chính chủ. Còn nếu anh chị về tự làm thì em để cho 475 triệu là bao rút hồ sơ gốc. Đấy. Anh chị có thể lựa chọn các phương pháp mà. Nội thất màu kem, số tự động. Đẹp lắm cả nhà mình ạ. Chiếc xe Vios này rất là đẹp. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Vios số tự động 2018 bản 1.5G. Em đang chào bán tại showroom là 485 triệu. Xin phép cả nhà cho em di chuyển sang chiếc xe Hyundai Accent mà ngày hôm nay vừa về ạ. Ok anh Lại Văn Cường. Anh ơi, gầm cao em có, gầm cao em nhiều lắm. Gầm cao thì buổi like nào em cũng like gầm cao mà. Anh giữ máy một chút nhé. Anh ơi, chiếc Vios G thì em hỗ trợ trả góp tầm 60-70% giá trị xe. Anh Nguyễn Trung, anh ơi, Sorento và Outlander thì màu đen hôm nay em lại không có một con nào. Hai chiếc xe anh yêu cầu là Sorento và Outlander thì em lại chỉ có màu trắng thôi anh ạ. Thật rất là buồn quá anh nhỉ, em chỉ có màu trắng thôi thì anh có thể tham khảo màu trắng không? Các bác anh các chị, nếu mà tầm tiền muốn sử dụng một chiếc xe siêu lướt, siêu mới, form mới thì các bác quan tâm giúp em chiếc Hyundai Accent. Chiếc xe này là 2021, xe mới kính cong luôn, mới đi có hơn 1 vạn thôi các bác ạ. Em đang chào bán tại showroom để cả nhà mình tham khảo, có giá là 475 triệu. Số sàn form mới bản đủ cả nhà mình nhé. Với chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Chỉ là chúng ta có thích hay là không thích thôi ạ. Không có gì về mà bàn cãi về xe cả. Anh chị đang ngồi điều hòa xem kênh thì bấm giúp em một nút chia sẻ. Ấn nút follow theo dõi kênh của em Hiền Kim nhé. Nhiều lúc thì có thể là không cần mua đâu, hay là mình xem để tham khảo thôi, hoặc là mình xem cho vui thôi. Đâu có nhất thiết là cứ xem mô tô là mua đâu, đúng không các bác? Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Hyundai Accent
2021 số sàn form mới đang được chào bán tại showroom là 475 triệu. Sang ở phía đây là chiếc Kia Cerato. Chiếc xe này số sàn 2018. Xe chính chủ một chủ từ đầu, biển 34 Hải Dương, em đang chào bán là 438 triệu. Chiếc Hyundai Accent số tự động màu trắng 2020, em đang chào bán là 505 triệu. Giá này thì em sẽ có trách nhiệm lăn bánh trọn gói thuế biển chính chủ cho anh chị. Sang ở phía bên này, dãy xe gầm cao. Chiếc xe này là Kia Rio. Xe 2012, đăng ký 2013. Nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội. Em đang chào bán tại showroom là 345 triệu. Chiếc Hyundai Tucson này thì em đã bán về cho một anh giai ở Thanh Hóa và anh đã cọc cho em 100 triệu. Em đang rút hồ sơ, thì rút hồ sơ xong thì anh sẽ ra anh lấy. Xe anh đã xem rồi và đã đặt cọc cho em 100 triệu nên chiếc Hyundai Tucson màu đen này thì em xin tạm dừng giao dịch về cho anh giai ở Thanh Hóa nhé. Chiếc Mazda CX-5 màu xanh này thì em cũng đã nhận cọc một anh giai ở Kim Thành, Hải Dương. Nên là em xin phép dừng giao dịch. Hôm nay chiếc Cerato 2021 form mới màu xanh đen biển 34 Hải Dương em cũng đã bán full tiền mặt về Thái Nguyên. Và chiếc Cerato 2018 mà bản 1 chạy 1,8 vạn thì em cũng đã đặt nhận cọc full tiền khách về Hải Dương rồi. Sang dòng xe gầm cao 7 chỗ đây ạ. Như chiếc xe này là Mitsubishi Outlander. Anh ơi, bán tải hiện tại em lại tam chưa còn. Anh ơi, dòng 5 chỗ thì em có cả một rừng xe luôn anh ạ. 5 chỗ thì nhiều lắm. 7 chỗ đây ạ, anh Ba Nguyễn còn giữ máy không anh? Như chiếc xe này là Mitsubishi Outlander. Bản 2.0 2018 số tự động. Dòng khe đến từ thương hiệu của Nhật Bản đấy ạ, 2.0. Em đang chào bán tại showroom chiếc xe này là 685 triệu. Giá này thì em sẽ có trách nhiệm ra biển, ra thuế, ra đăng ký chính chủ cho các anh. Còn với chiếc xe này mà các anh các chị về tự làm thì bên em sẽ có trách nhiệm, sẽ hỗ trợ anh chị được một phần, là bớt cho anh chị được tầm 10 đến 12 triệu nhé. Sang ở phía bên này nữa là một chiếc xe Kia Sorento. Chiếc xe này là 2016, cũng 7 chỗ ngồi số tự động. Chiếc xe này em đang chào bán là 625 triệu. Bản này là bản GATH, là bản full kịch. Có rửa đèn pha tự động này, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đấy, các anh, các chị, các bác có thể cân đối. Sang ở phía bên này nữa là một chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này là 2015, form mới, biển 34 Hải Dương. Xe chạy mới có 8 vạn thôi. Em đang chào bán tại showroom để các anh, các chị, các bác tham khảo mẫu xe này là 725 triệu. Sang ở phía bên này là chiếc Mitsubishi Xpander. Xe nhập khẩu nguyên chiếc vừa về. Chiếc xe này em đang chào bán tại showroom có giá là 595 triệu. Đấy là còn 4 chiếc xe gầm cao 7 chỗ. Các anh các chị cùng ngắm giúp em ạ. Santa Fe này, Sorento này, Outlander này. Nếu anh chị yêu thích mẫu xe nào nhá mà chưa nhìn thấy em quay kỹ thì có thể là để lại bình luận ở phía dưới, bảo là gửi cho anh thông tin của chiếc xe yêu cầu. Sang ở phía bên này thì em còn Honda Civic này, xe nhập khẩu nguyên chiếc 2018. Và còn nhiều mẫu xe đẹp nữa đang được chào bán tại showroom 166 đường Trường Chinh. Thực ra là hôm nay thời tiết nóng quá nên là em xin phép kết thúc buổi live tại đây. Và cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị rất là nhiều. Bây giờ em sẽ check tin nhắn để gửi tất cả những cái thông tin mà anh chị yêu cầu. Kính chúc quý khách hàng một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và nhớ ấn nút đăng ký, theo dõi, follow kênh ô tô Hiền Kim Hải Dương. Và có thời gian thì em kính mời các anh các chị ghé qua showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi báo giá tiếp theo.